họ vì như thế này. Đức Chúa Trời ban luật pháp cho dân Israel trong ngũ kinh. Dân Israel bày tỏ lòng biết ơn Chúa bằng sự ca ngợi trong thi thiên. Như vậy, ngũ kinh là mạng lệnh Đức Chúa Trời truyền ra, còn thi thiên là chúng ta mở lòng đón nhận, là bày tỏ lòng biết ơn mà ca ngợi qua các bài thi thiên. Thi thiên được chia ra làm năm phần để chúng ta đọc thì thấy rõ hoặc chia sẵn rồi. Phần thứ nhất là từ thiên 1 đến 41 chúng ta học xong hôm nay. Phần thứ hai từ thiên 42 đến 72. Thứ ba từ thiên 73 đến 89. Thứ tư từ thiên 90 đến 106. Và thứ năm từ thiên 107 đến 150. Nếu các học bạn muốn chép thì tôi sẽ cho ghi lên bảng để tuần tới 21 ghi làm tài liệu về sau thì có thể ghi được. Thi thiên 41 là David ca ngợi Đức Chúa Trời. Chúng ta cặp câu cuối cùng của thi thiên 41 thì rõ, tức là câu 13: đáng ngợi Thiên Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel từ trước vô cùng cho đến đời đời, và nhân chúng như là rằng một lời. Amen. Amen. Chúng ta không biết đúng lúc nào ta biết viết thi thiên này. Dẫu sao thì chúng ta biết một điều là David luôn luôn ngợi khen Đức Chúa Trời. Là sau khi được cảm động ngợi khen Chúa thì ông viết thành thơ để các nhạc sĩ của nhà hầu như dân chúng hát ở nghe. Vì vậy, dân thi sẽ dùng 150 thi thiên là quyển thánh ca của họ. Cũng như chúng ta có mấy trăm bài đó. Bây giờ chúng ta đọc từ câu 1 đến câu 3 là David bày tỏ kinh nghiệm của mình là phước cho ai nói đến kẻ ốm cùng hay là nghèo nàn. Chúng ta đọc lại: phước cho người nào nói đến kẻ ốm cùng. Kẻ ốm cùng cũng là kẻ Đức Chúa Trời dựng nên. Vì vậy Ngài đặt người giàu và người nghèo cùng chung một chỗ là trên quả đất này, để người giàu và người nghèo giúp đỡ nhau. Và Đức Chúa Trời kể ai giúp đỡ cho người nghèo là giúp đỡ cho chính mình Ngài. Chỗ khác thì David nói rằng ai
đó được chăm sóc. Ai nghĩ đến người nghèo nàn thì được Đức Chúa Trời nghĩ đến. Vì vậy chúng ta là con cái của Chúa phải hiểu câu này một cách sâu xa để mỗi chúng ta được phước. Vì Kinh Thánh dạy ban cho thì có phước hơn nhận tập. Thế đây phước cho người nào ban cho? Đang là chúng ta nghèo, nhưng lúc nào chúng ta cũng thấy có những người nghèo hơn mình. Vì vậy chúng ta phải nghĩ đến những người đó để ban cho. Và khi chúng ta làm như vậy thì chắc chắn Chúa ban phước cho chúng ta. Đôi khi con nghe người ta nói vậy như là Đức Chúa Trời cho tôi giàu tôi hưởng, anh nghèo mặc kệ anh. Có những nơi người ta đã quan niệm rằng những người nghèo là những người bị Chúa phạt, nếu mà giúp đỡ cho họ là Chúa cũng phạt mình. Đó là một thứ nguyện biện do lòng ích kỷ mà ra. Không bao giờ có như vậy đâu. Ngược lại, Đức Chúa Trời muốn cho chúng ta thương yêu nhau, nhất là người giàu đoái đến người nghèo, người có đoái đến người không có, hoặc là có nhiều đoái đến người không ít. Mà ở đây ta biết nên là một câu do kinh nghiệm của mình, do Chúa chỉ dạy cho ông rằng phước cho ai đoái đến kẻ muốn phục. Và phước đó là thế nào? Ông nói như thế này: Chúa sẽ giải cứu người trong ngày tai họa. Chúng ta đọc hết: phước cho người nào đoái đến kẻ muốn phục. Trong ngày tai họa, Đức Giê-hô-va sẽ giải cứu. Trên đời chúng ta sống mấy mươi năm, không thể không có những ngày tai họa. Điều đó là chắc chắn. Nhưng nếu chúng ta nói đến kẻ cuối cùng thì trong ngày tai họa Chúa giải cứu và bảo vệ bạn. Đó là phần thưởng. Đức Chúa Trời không bỏ qua lòng tốt mà chúng ta đối với kẻ nghèo nàn, như là đối với chính mình Chúa, vì Ngài đã dựng nên họ.
nào đó đến người nghèo khổ bên cạnh mình, mà Ngài hứa rằng trong ngày tai họa Chúa sẽ giải cứu người làm điều đó. Rồi phước cho người đó nữa là Chúa sẽ bảo toàn mạng sống người. Câu 2, Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ người, bảo tồn mạng sống người, người sẽ được phước trên đất, và Ngài chắc không có người cho yếu quân của kẻ thù nghịch người. Chẳng những là Chúa bảo tồn mạng sống, Chúa ban phước để đời của họ ngày nào còn trên đất, và chắc là không có họ cho ý muốn của kẻ thù nghịch họ. Mỗi chúng ta là con cái của Chúa, dầu chúng ta không thù nghịch với ai, nhưng biết chắc chắn rằng xung quanh có những thù nghịch của chúng ta, và ma quỷ xúi dục làm cho họ nghẹn ép chúng ta. Ông Gióp là một người giàu có nhưng mà rất là đạo đức, kính sợ Đức Chúa Trời, mà Chúa nói rằng trong cả miền đông đó không ai là người tốt như ông Gióp. Thế mà ma quỷ đem lòng ganh tị, nói rằng tại Chúa chọn Gióp giàu có nên ông kính sợ Chúa như vậy. Nếu khi nào mà xuống cất hết tài sản của ông thì ông sẽ hủy bán Chúa. Và Chúa biết ông Gióp thế nào, Chúa cho phép. Vì vậy ma quỷ đã xúi dục các dân xung quanh trong một ngày cướp phá hết thảy tài sản của ông Gióp, nào là bò, nào là lừa, nào là chiên, nào là lạc đà, phân tán hết thảy không còn gì cả. Đó, chúng ta thấy rằng ông Gióp không bao giờ cùng với ai, nhưng đương nhiên ông có nhiều kẻ cùng xung quanh sẵn sàng chờ cơ hội để làm hại. Thì chúng ta cũng vậy, nhưng điều cảm tạ Chúa là Ngài bảo vệ mạng sống của ông, Ngài cũng bảo vệ mạng sống của chúng ta. Ngài cho ông Gióp được phước bằng hai phía trước thì Ngài cũng ban phước cho chúng ta như vậy. Dẫu rằng chúng ta gặp những kẻ thù làm hại, nhưng dầu có hại thì không đáng kể bằng khi được Chúa ban phước. Rồi câu thứ ba là Chúa sẽ nâng đỡ người trên giường đào yếu. Chúng ta đọc câu này quý lắm. Đức Giê-hô-va sẽ nâng đỡ người tại nơi giường rũ liệt, trong khi người đau bệnh, Chúa sẽ cải dọn cả giường. Chắc là David cũng như chúng ta, tối ba lần đau nặng suýt chết, nhưng Đức Chúa Trời
hiện diện của Ngài. Ai nấy đều biết rằng mỗi khi mình đau yếu, nằm trên giường mình, cảm thấy cô đơn, lạnh lùng, nhưng khi được một người hoặc là bạn hữu hay là bạn thân đến thăm thì quý lắm. Nếu được bác sĩ đến thăm còn quý hơn, nhưng được Đức Chúa Trời đến thăm viếng an ủi thật là tuyệt diệu. Nên David đã kinh nghiệm như vậy và ông biết lời này: Đức Chúa Trời nâng đỡ người tại trên giường ngủ liệt, trong khi người đau bệnh Chúa sẽ cải dọn cả giường. Tức là Chúa làm cho giường đau yếu rũ liệt trở thành một giường an vui vẻ phước hạnh. Phước cho kẻ nào nói đến người nghèo, thì khi người đó nằm trên giường bệnh cũng không thiếu phước đâu. Các ông và anh chị đều biết rằng mỗi chúng ta cảm thấy phước hạnh không phải khi mạnh khỏe mà nhưng lúc đau yếu. Lúc đau yếu chúng ta mới thấy được tình thương của Chúa. Có người đã nói câu này: biển dậy sóng cồn mới biết tài thủy thủ. Khi nào biển dậy nổi sóc mà biết thủy thủ giỏi là chừng nào, nỗi nguy cảnh khó mới rõ tình thương. Chính lúc nguy khó lại là lúc chúng ta biết được hưởng được tình thương chân thật. Trong khi hoạn nạn mới biết bạn mình, khi giàu sang mạnh khỏe thì ai cũng như ai. Nhưng chính lúc nguy nan đau yếu nặng nề trên giường bệnh thì chúng ta mới thấy rõ ai là bạn thật.
hằng tại đến để kéo chúng ta gần Ngài hơn. Nhân dân lăn vào lòng Chúa liên mình trên ngực Ngài. Khi bình yên đàn gà con đi ăn xa hẹn, mà khi có nhiều quả đến thì bà gà con bỏ hết chạy vào cách mạng. Thì những lúc nguy nan mà Chúa cho phép để chúng ta gần gũi cái Ngài và trình lên mọi sự cho Ngài, đó là điều mà ông đã biết đã làm từ còn bố. Thì đấy câu chín, chúng ta lần lượt câu thứ tư là ông xương tội và xin Chúa thường xót. Tôi đã nói tiếp vô một tình thương của người, chữa lành linh hồn của người, vì tôi đã phạm tội Ngài. Cái câu mà ông đã biết nói trước đó là ai thương xót kẻ nghèo được Chúa bằng bạn bước hay trong hay đập ra nhiều bệnh. Mà là biết nói người trên giường bệnh đó là chính ông. Ông lấy kinh nghiệm bản thân của ông mà nói. Vì vậy ông còn nguyện xin Chúa tha thứ cho ông và chữa lành cho thân thể lẫn linh hồn của ông. Đây không phải là ông phạm tội gì mới hay là nặng nề, nhưng lúc nào ông cũng tự xét mình trước mặt Chúa. Khi đến gần Ngài thì phải chuẩn bị lòng mình xứng đáng, nên ông bắt đầu kêu cầu trình dân thì ông phải xin Chúa tha thứ để xứng đáng dâng lên lời cầu nguyện và được Ngài nhận chữa lành cho ông. Xin nhắc lại, trong đền thờ đời xưa thì tại cổng đền thờ có các bàn thờ bằng đồng dâng tế lễ thiêu, chỉ bóng về thập tự giá. Nay muốn đến với Đức Chúa Trời phải nhờ thập tự giá là nơi chiên con Đức Chúa Trời chịu chết, cũng như hình bóng về người Israel muốn vào đền thờ thì phải nhận tế lễ thiêu bạch con sinh, rồi từ bàn thờ bàn đập đi vào thì họ gặp một cái chậu đồng lớn dưới nước, để mỗi người qua cái chậu đồng đó thấy hình ảnh của mình dơ hay là sạch, chắc chắn là không còn mẹ, rồi rửa tay trong cái chậu nước bằng đồng đó trước khi vào trong đền thờ. Thì David hàm ý nói rằng ông bắt đầu trình dâng mọi sự lên cho Chúa, nhất là xin Ngài tha tội để ông được chữa lành. Ông gia sư cũng dạy chúng ta, trong anh em ai đang phiếu chân hãy mời các trưởng lão ngồi thánh đến sau khi cầu nguyện xưng tội, Chúa sẽ đỡ kẻ ấy. Nếu kẻ bệnh có phản hồi cũng sẽ được tha. Như vậy mỗi chúng ta trước khi
có biết hầu cho có đủ thử thách đến trước mặt Ngài và có giá trị khi kêu cầu Ngài. Thứ hai, trong phần đó là ông bị kẻ thù oan xả. Câu thứ năm, những kẻ thù với tôi, chúng tôi điều ác mà rằng nó sẽ chết chừng nào, danh nó sẽ diệt khi nào. Khi David nằm trên giường mình, thì những kẻ thù rất là vui mừng và hỏi nhau chừng nào David chết, và họ mong đợi ngày nó mau đến, nhất là đang khi David nằm trên giường. Chúng ta thấy những kẻ đó gian ác quá. Khi một người đau nặng, dòng người đó là ai chẳng hạn, chúng ta cũng quên hết. Cầu thay cho họ thâm viên an quý họ, chứ không nên chẳng tâm tàn ác đến mức độ là chúng cho người đó mau chết. Không, nếu chúng ta làm vậy thì Chúa không bao giờ nén lòng. Ngược lại, Ngài ban phước cho người bị oan xả. Chúng ta là con cái của Chúa, nên cẩn thận. Khi nghe anh em mình đau, nên thầm nén đến bên giường mình, nói một vài câu an ủi khích lệ, quý lắm, quý như là những viên thuốc bổ. Đừng bao giờ nói những lời độc ác để làm hại cho người đang nằm trên giường mình như vậy. Khi Sau Lơ và Jonathan tử trận, có người chạy báo tin cho David
ta đọc luôn. Nếu có người nào đến thăm tôi, bè nói những lời dối trá, lòng nó chưa cho nó giả ác, rồi nó đi ra ngoài nói lại, thế phải những kẻ ghét tôi đều tâm đi. Với tôi, chúng nó qua mưu hại tôi. Một cái bệnh ác dính vào cái bệnh đó kìa, bây giờ có tâm rồi, ác sẽ chẳng hề trỗi dậy nữa. Thế nỗi người bạn thân tôi mà lòng tôi tin cậy đã ăn mất tôi, cũng dở bớt lên hết cùng thôi. Đây David thuộc lại kinh nghiệm của ông khi nằm trên giường đau nặng, bạn bè giả dối đến ông, nhưng không đem lại cho ông sự an ủi nào, mà khi ra khỏi thì lại tuyên truyền, tức là nói xấu, nó bình ông, làm cho ông đau đớn. Cơ hội đó đáng lẽ nó một vài lời an ủi, nhưng nó làm cho David không được một chút an ủi nào mà khổ sở hơn. Đó là ông nói bóng về khi Absalom phản bội cha, muốn giết cha hoặc ngồi. Nguy hiểm hơn hết là một số người bỏ David chạy theo sau lưng, nói xấu David là hoàn toàn phản bội David là vua của họ, làm cho David đã khổ đau vì đứa con của mình, lại thêm vào đó gặp bạn bè giả dối, hiện tới đứa con phản nghịch kể giết David, hầu cho họ cũng hưởng được một phần lợi ích nào vì Absalom lên làm vua. Và David nói rằng thậm chí kẻ là công tư chính rồi, để đổi người bạn thân tôi mà lòng tôi tin cậy đã ăn bánh tôi, cũng dở lúc lên bên cùng. Có lẽ ông ám chỉ về Ahitophe là quan trong triều đình mà đã biết tin cậy, lại bỏ ra biết chạy theo Absalom và mưu đồ làm hại rằng. Vì vậy ông nói rằng đây là người bạn mà tôi tin cậy, đã chung bàn với tôi cùng ăn bữa, gần gũi nhau, bây giờ lại dở bút lên cùng tôi, tức là đá vào đàn. Cái chữ đó mạnh lắm, là người ta nghĩ rằng giống như con ngựa chứng nó đá. Và đời đau đớn không những là người trong gia đình con cái của mình, mà đau đớn hơn nữa bạn bè phản bội giả dối. Và chúng ta nhớ câu chính này, Chúa Giêsu đã hưởng mà nói về Giuđa Iscariot trong tên là gian đoạn mà Giuđa là bà
ngủ chung một nhà, ăn chung những bữa ăn, thầy trò thân mật. Nhưng vì ăn tiền, Giuđa đã phản Chúa, để được 30 miếng bạc, tức là bán rẻ ngài. 30 miếng bạc là giá bán một nơi nô lệ ở ngoài chợ. Thì Giuđa bán rẻ với một số tiền đó, để rồi trong đêm thờ khó của Chúa. Và chúng ta biết Giuđa đã vào vườn Gethsemane ôm ngài, hôn là dấu hiệu bày tỏ tình thương. Thường lệ là như vậy. Đang đây, Giuđa mượn cái khuôn để nói cho bọn thù nghịch biết là người mà tôi ôm hôn đó là Giê-xu, hãy bắt lấy. Tiếp nữa, cái hôn phản bội của Chúa Giê-xu làm cho ngài đau đớn. Đau đớn hơn là hai mũi đinh đắm vào tay của ngài trên thập tự giá. Thưa các ông bà anh chị, hãy coi chừng, kẻo e chúng ta cũng bán rẻ Chúa Giê-xu như vậy, là làm cho ngài đau đớn. Nguyện Thánh Linh của Đức Chúa Trời cứu chúng ta khỏi sự cám dỗ đó, và cho chúng ta trung thành thật tâm, sẵn sàng trả giá để theo để phục vụ ngài, sống chết cho ngài, chứ không phải là bán rẻ ngài để được một giá. Và chúng ta biết Giuđa không muốn tin được, chắc suốt đời đào đớn trong quần vì ông không ăn năn mà lại tự tử. Bây giờ chúng ta đến một phần cuối cùng là David cầu xin Chúa, câu 10 đến 13. Thứ nhất là ông hiện cho thường sốt và nâng đỡ. Đức Chúa Trời ơi, xin hãy thương xót tôi và nâng đỡ, thì tôi sẽ báo cả chúng nó. Đây không phải là David báo thù, nhưng mà lỗi của mình, những kẻ đó sẽ bị báo trả, cũng như Absalom đã bị giết tại trận, và những bè phái theo ông cũng đồng số phận. David chưa hề đặt tay làm gì cả, nhưng mà những kẻ ác đã gieo và gặt lấy cái tiêu của họ đã gieo. Chúng ta là con cái không bao giờ ước ao ai bị hại. Ngược lại, chúng ta ước ao họ ăn năn quay về với ngài để được tha thứ, được cứu rỗi, hầu cho họ cũng chung một lòng một miệng với chúng ta mà cảm tạ cả mọi ngày. Tôi thường nói, tức là không bao giờ làm cho bạn hữu trở nên kẻ, nhưng luôn luôn làm cho kẻ thù trở nên bạn hữu. Dẫu ai thù với chúng ta mặc kệ, nhưng chúng ta
tóc đẹp đầu chú. Nếu kẻ thù nghịch không thắng hơn tôi, nhờ đó tôi sẽ được biết Chúa đẹp lòng tôi. Đây, tôi đã không rõ, nghĩa là Chúa lấy làm đẹp lòng về tôi. Thế không phải là tôi đẹp lòng Chúa, mà hay là tôi thế nào đó. Cái câu này phải nói phải đọc như vậy: nhờ đó tôi sẽ nhận biết Chúa đẹp lòng về tôi. Mỗi chúng ta mà sống một đời đẹp lòng, tức là Chúa lấy làm thỏa mãn về đời sống của chúng ta, và chúng ta phải xin Chúa cho con một dấu hiệu để cho con biết rằng con được đẹp lòng Ngài và Ngài thỏa nguyện về đời sống. Mọi chị phải khao khát như vậy, có nghĩa là chúng ta đừng sống một cách lơ đễnh, đừng theo Chúa hầu bên ngàn cách thời hợp, nhưng mà chúng ta muốn sống thế nào, hầu việc của thế nào được Ngài đẹp. Cũng như hay là Đức Chúa Trời phán và Chúa Giêsu: này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàn. Và Chúa Giêsu cũng nói lại rằng: tôi luôn luôn sống đẹp lòng Cha. Mỗi chúng ta ngồi đây phải đòi hỏi một dấu hiệu để chứng minh rằng chúng ta đang sống đẹp lòng Cha. Tôi lấy lòng thích thú và tha thiết này xin Chúa cho tôi mỗi lúc được Chúa bày tỏ sự thỏa lòng của Ngài về chính mình tôi, không phải để tôi được gì, nhưng mà để tôi được vui mừng vì biết rằng tôi đang sống đẹp lòng Chúa tôi. Sống vì sống nhân vì sự thân yêu tôi, Chúa nâng đỡ tôi, làm tôi đứng vững ở trước mặt Ngài. Và ông đã biết cầu xin Chúa xa hơn nữa là cho cả đời luôn luôn ở trước mặt, không những là tại trần gian này mà tại trên trời, lúc nào ông cũng ở trước mặt Chúa. Và ông có một địa vị ngưỡng ra mà Chúa luôn luôn đẹp lòng. Vì vậy câu thứ 13 là lời chúc tụng. Câu thứ 13 cũng như là bài hát tôn vinh Đức Chúa Trời ba ngôi mà chúng ta còn hát. Thế nên David kết thúc thiên thiên phần thứ nhất bằng một câu: đã ngợi khen Jehovah vào Đức Chúa Trời, quay khen từ trước vô cùng cho đến đời đời, như là một lời chúc phúc. Đã ngợi khen Đức Chúa Trời quay khen từ trước vô cùng cho đến đời đời, nghĩa là lúc nào nơi nào Đức Chúa Trời cũng đã và toàn dân Israel đáp lại Amen, Amen. Đây là hết thảy đồng ý một lòng một miệng ngợi khen Đức Chúa Trời cho đến đời đời. Hồn nguyện mỗi chúng ta trong thân gia đình mà nói Amen, Amen. Và xin Chúa cho chúng ta suốt cả đời mình
bước lên